Mở đầu hành trình tháng 3 biên giới năm nay, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Lạng Sơn đã tổ chức chương trình lễ chào cờ và hành trình thanh niên đến cột mốc biên giới quốc gia tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Cũng nằm trong chương trình, đoàn đã đến thăm và tặng quà các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực mốc 1112, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nhằm chia sẻ những khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Hành trình tháng 3 biên giới cũng đến với địa chỉ đỏ do thành đoàn Lạng Sơn phối hợp với cụm thi đua khối an ninh công an tỉnh, huyện đoàn Đình Lập tổ chức ở xã biên giới Bắc Sa, huyện Đình Lập. Tại chương trình đã có 35 suất quà, 2.000 cây thông được tặng cho học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức gian hàng không đồng cho bà con nhân dân và các em thiếu nhi.